Xin chào các bạn. Ở bữa trước chúng ta đã làm xong phần texture. Thì buổi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu gắn vật liệu vào trong Maya và bắt đầu render. Và mở sắp toàn pen lên để chúng ta mở cái file vừa trước lên. Chúng ta sẽ phải xuất cái texture này ra. Các bạn ấn vào Edit. Đây, các bạn ấn vào File, Export Texture. Và phím tắt là Ctrl Shift E này. Ấn vào. Thì ở cái phần Export này, ngay cái dòng đầu tiên thì các bạn ấn vào. Đây là chỗ để mình chỉ đến cái nơi xếp. Thế bây giờ các bạn muốn xếp vào đâu? Bạn ấn, bây giờ mình sẽ tạo cái new folder này. Armor texture. Rồi chúng ta sẽ xếp vào đây. Đấy, tạo folder này. PNG này. À, vẫn con fix. Rồi thế được rồi. Common building. À không, ở phần config này chúng ta sẽ phải lựa chọn sang xuất sang chế độ V-Ray nhé. Các bạn lăn nó xuống dưới cùng này, có phần V-Ray và V-Ray UDIM. Mình sẽ chọn cái V-Ray nhé, ấn vào rồi ấn export. Ok. Đây, ở phần ở chỗ desktop này, Armor Texture chúng ta đã có Map Diffuse này, Glossiness, Reflection Normal 2 ER 6 map. Giờ các bạn sẽ mở cho anh cái phần setting. Mở cái folder setting lên ở cái phần resource ấy. Ta sẽ mở cái phần setting vật liệu ra xem đã đủ texture chưa thì chúng ta gán vào material này, material setting. Đấy. Đấy, ta sẽ thấy ở đây. Đấy, diffuse này. Reflection này. Glossiness này. Đấy, phần normal. Có map hay này là không dùng đến đây. Vậy đã đủ rồi, chỉ có duy nhất là map hay là mình không dùng đâu. Thì ta mở lên này, cái map hay gần như là cũng không có gì đâu. Rất là nhẹ. Giờ ok, bây giờ chúng ta sẽ mở Maya lên và tạo cái cục vật liệu này. Tạo vật liệu cho áo giáp. Đây. Armor low poly. Mình sẽ mở cục hyperset lên này. Đấy, mình sẽ tạo cục vật liệu này. V-Ray material. Rồi, lần xong bên này. Ta sẽ tìm V-Ray. Đây, V-Ray material. Đấy, nó là cục V-Ray thứ ba này, mình sẽ đặt tên là Armor Material. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu setting. Gần như ở cái vật liệu này chúng ta sẽ chỉ gắn map thôi. Nó cũng không có gì đặc biệt cả. Ở diffuse này ta sẽ phải copy cái đường link này đã. Để chúng ta gắn text cho nhanh. Rồi copy cái đường link này vào, ẩn nó đi. Rồi đầu tiên ở diffuse
diffuse color. Thì chúng ta sẽ gắn một diffuse rồi, vào file, vào admin name. Trước khi gắn admin name nhé, các bạn chỉnh cho cái này thành raw này, tất cả ở đây sẽ phải chuyển thành raw hết. Admin name paste cái đường link chỗ đây chúng ta vừa copy vào và chọn cái diffuse open. Rồi đến cái texture thứ hai là reflection color, thì chúng ta sẽ gắn texture reflection, mình cứ gắn đúng tên của nó thôi. Rồi. Color spec này. Raw. Đấy, chuyển thành raw nhé. Rồi tiếp theo đến phần reflection này. File này. Có lẽ ta sẽ phải chọn text trước xong rồi mới chọn mới chuyển thành raw sau được. Đấy, chọn reflection. Ok. Rồi chuyển thành raw. Đấy, color spread chuyển thành raw. Rồi quay lại. Tiếp theo là mình sẽ cái reflection cái glossiness. Đấy, thực ra đây chính là gọi là cái map glossiness luôn. Rồi ta tìm reflection glossiness đây. Đấy các bạn cẩn thận nhá, chọn nhầm nhá. Anh vừa đọc nhầm cái đây là refraction glossiness, còn đây mới là reflection này. Hai cái tên nó gần gần giống nhau. Reflection, fraction là độ xuyên thấu nhé. Reflection là độ phản xạ. Rồi, chọn tiếp vào file. Chọn admin name. Rồi chọn glossiness. Open. Đấy, reflection glossiness. Đây. Chỉnh color spec về raw. Rồi, tiếp theo. Refraction IR. Rồi ta tìm tiếp theo. Đây, refraction IR. Nhấn vào. Chọn file. Chọn admin name IR đây. Open. Chọn raw. Rồi, back lại. Cuối cùng là phần bump enormous bump này. Đây, bump map. Ở phần map type thì mình chuyển thành tangent. Map thì ta sẽ load đến map normal. File. Chọn normal. Open. Lại chọn tiếp raw. Back lại. Rồi vậy là mình đã setting xong nhé. Giờ mình sẽ gán hết toàn bộ vào cái map đấy, vào cái áo giáp này. Các bạn chọn hết toàn bộ cái áo giáp này, giữ chuột phải, assign material. Đấy, nó sẽ hiện như này. Rồi chúng ta sẽ render thử nhé. Như các bạn có lẽ ta sẽ tạo thêm một cái camera nữa. Ta để đây này. Rồi ta có thể ẩn cái bảng này đi được rồi. Bạn chọn panel này. Chọn layout, chọn choose size. Đây là cái khung mình làm việc này. Vậy thì cái khung bên này mình sẽ để camera. Camera 1. Giờ mình sẽ tạo thêm cái camera nữa. Giờ mình sẽ cần ẩn lại chúng ta sẽ cần hiện lại một cái camera và cái ánh sáng để chúng ta đặt. Đây, các bạn ấn vào show hide the outline này. Rồi bây giờ mình sẽ tìm camera ship hat. Đấy, để hiện ra rồi này. Đây là cái camera close cam này. Tiếp theo là tìm cái line. Đây, line ship hat. Đấy. Rồi mình sẽ cần tạo thêm một cái camera nữa. Các bạn ấn vào đây này. Xong rồi Ctrl D lên cho. Rồi, cái camera 2 này. Xong rồi bạn đổi tên cho mình fun cam, fun camera đi. Rồi ở đây nhá, các bạn perspective này, các bạn sẽ thấy một cái fun camera này. Các bạn ấn vào đây,
ở camera 1 này, mình đổi tên cho nó luôn đi, từ front close camera. Mình chọn là hai cái, ấn front này, giữ control, ấn close này, ấn control G. Mình đổi từ cái group này thành group camera. Rồi sổ ra. Giờ mình sẽ chỉnh cái front camera này. Mình chọn cái front camera để ấn W. Nếu các bạn ấn W mà không hiện thì các bạn tắt cái viết key đi nhé. Đấy, ấn viết key thì nó không ra được W đâu. Đấy, bởi vì nó còn mất luôn ý. Các bạn phải bỏ viết key đi nhé, hoặc là chuyển nó sang tiếng tiếng Anh. Đấy, W. Kéo dịch xuống một chút này. Đấy, bạn xoay kéo nó xuống. Panel chỉnh nơi front camera. Kéo nó xa ra một chút. Front camera thì mình có thể chỉnh cái độ rộng này, nó ra rộng hơn một chút. Thì mình phải vào phần setting của render để chỉnh độ phân giải cho nó. Đấy, hiện tại bây giờ chúng ta để hình vuông này. Rồi mình sẽ để custom. Bỏ cái main tên Highwire Radio đây này. Nếu mà mình giữ này thì khi mình chỉnh cái số dưới thì số trên thì số dưới nó sẽ thay đổi theo. Y độ rộng này, cái số trên này, cái số ở trên này nó là cái này, còn cái số ở dưới này thì nó là cái chiều này. Và bây giờ mình muốn hai cái này rộng ra thì mình phải tăng cái số này lên này. Bây giờ mình sẽ để khoảng tầm 1500 đi. Đấy, mình sẽ thấy bên này nó rộng ra để mình lấy được cái phần vai này. Và mình muốn cắt bớt cái phần dưới này đi. Đấy, không để lộ cái phần dưới này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu render. Rồi render. Hiện tại mình thấy đang hơi bị bạc. Có lẽ mình sẽ chuyển nó sang cái những cái texture của chúng ta ấy. Có lẽ mình sẽ phải đổi lại thử sang cái chế độ sRGB xem. Đổi lại toàn bộ tất cả các texture, nó có tổng cộng 5 cái, 1 2 3 4 5. Rồi bây giờ mình sẽ render thử lại nhé. Thì màu nó đã bị nó cũng đã đỡ hơn này. Nhưng ở đây mình sẽ thấy là cái normal nó bị lỗi này. Đấy. Thì cái này là do cái texture của chúng ta, cái phần normal này. Đúng là chúng ta phải để lại về RAW. Riêng cái texture này nó bắt buộc phải để ở RAW rồi. Rồi chúng ta sẽ render lại cái vùng này. Đầu tiên những cái lỗi như này chúng ta phải sửa đầu tiên. Rồi lại những cái kia thì mình có thể sửa sau được. Đó, rồi. Mình thấy nó cũng ok rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ anh thấy những cái độ bóng của nó này, hiện tại không có. Thế ra bây giờ mình sẽ đổi thử cái reflection. Và mình sẽ render lại một phát nữa. Chứ mình sẽ đổi thử cái reflection với cái grossiness về sRGB xem.
SC để hủy, không render nữa. Rồi bây giờ sẽ mình sẽ sửa từng phần một. Rồi tên cái reflection đi. Anh thấy cái diffuse là ok rồi, nên diffuse mình sẽ để srbg. Nhưng mà riêng với cả reflection và grossiness mình sẽ để thử sang raw xem. Đầu tiên là reflection. Rồi render. Đấy, để reflection như này nó sẽ bị bạc hết cả bài này. Giờ nó sẽ bỏ đi. Nó sẽ để về như cũ này. Bây giờ mình sẽ để grossiness, reflection grossiness về raw xem. Rồi mình thấy chất lượng khá ok. Đấy, mình thấy chất lượng khá ok đấy. Rồi mình SC bỏ đi. Rồi mình sẽ chuyển còn cái map cuối cùng. Đấy là cái map Refraction ER. Mình sẽ chuyển thử sang RAW xem có sự khác biệt không. Chúng ta đang có một cái gì đó ở đây này. Đây chính là để so sánh sự khác biệt, các bạn ấn vào chữ H bé bé ở phía dưới này nhé. Nó sẽ lưu lại những cái lịch sử render của mình. Rồi các bạn ấn SC đi. Đầu tiên bạn ấn vào cái số 2 này. Cái số 2 chính là cái phiên bản chúng ta sử dụng SRBG map ER. Các bạn sẽ để anh ấn chữ A. Ở cái map thứ 2 là sử dụng map ER ở bản RAW. Thì bây giờ ta sẽ để ấn chữ B. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó hiện ra một cái thanh ở giữa. Đây là cái chúng ta so sánh này. Đấy. Đấy, bên trái này là ER map SRBG này. Có thể ở chế độ SRBG nó bị bạc cái màu ở đây này. Bỏ đi. Đấy. Bạn kích đúp hoặc là có thể kích đúp vào số 2 này. Và kích đúp vào 1 này. Đấy. Kích đúp vào 2 ta sẽ thấy nó bị bạc này. Và kích đúp vào 1 này. Đấy, ta sẽ thấy nó về như cũ. Vậy thì ở cái mới này ta sẽ dùng cái RAW rồi nhá. Nếu mà dùng SRBG ta sẽ bị bạc. Đấy. Ở đây ta sẽ dùng cái so sánh. ER SRBG ER bản RAW. Nó chính là cái này. Tôi thấy cái này nó ok hơn. Chúng ta sẽ sử dụng cái ER bản RAW. Chúng ta tạo thêm một số cái cam nữa nhé. Mở ấn cách. Ở cái cam fun này. Đến Ctrl D. Đổi tên nó là Rise Camera. Ở bên trái này Perspective, chọn Rise Camera. Và ta sẽ căn cho nó vào được cái con nhân vật đấy. Đấy do giờ anh đang để tiếng Việt này. Bỏ đi. Mình đang để tiếng Việt.
bạn xoay đi. Để anh xem, mình xem nó đang hiện lỗi gì đây. À, nó đang bị trùng tên này, nó sẽ phải đổi cái tên này đi. Nó đang bị trùng tên là nhiều cam, nó bị trùng tên là fun close camera quá. Cái fun này cũng thế này, cũng đang bị trùng tên này, do chúng ta copy từ cái close camera ra mà, và chúng ta chưa đổi tên cho nó. Rồi, ok, hết lỗi rồi. Fun này, right camera này, rồi ok, nó hiện rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh làm sao cho nó vừa với cái khung hình. Quan trọng là không được để lộ những cái này ra này. Cố gắng là nó hiện hết được cái này, hiện hết được. Và cái phần này chỉ lộ một chút thôi. Đấy, và chỗ này vẫn phải che nó đi. Để hiện cái khung, để hiện cái khung vuông vuông này nhá. Thì các bạn ấn, các bạn ấn cho anh vào hai cái này. Đấy. Đó. Nhà cái này vẫn đang lộ một chút này. Ta phải ấn nó xuống một chút nữa. Cái này nó đang bị rộng quá này. Ta cần phải để cho hai bên này nó cân bằng với nhau. Để rộng hết cỡ thì bạn có thể tắt hết những cái outline bên này đi. Rồi ok, sau khi em xong rồi, chuyển full màn hình. Xong rồi ấn render. Rồi sau khi thấy ok mình có thể ấn ESC hủy đi. Ngoài ra ở đây có cả cái map, sau nếu mà có làm thì mình sẽ hướng dẫn thêm cả cái phần làm MS Shift ở đây để làm cho những phần này, những cái viên ngọc này nó phát sáng hơn. Nhưng có lẽ thôi, hay nghĩ những cái đấy không quan trọng, sau mình sẽ bỏ. Sau sẽ có dịp hướng dẫn thêm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hiện cái đầu lên để render toàn bộ tất cả nhé. Chúng ta sẽ cần phải chỉnh lại cả cam luôn. Phần hết facet này, ấn Shift H. Bây giờ ta sẽ phải chỉnh lại cái camera, chỉnh lại từng cái camera, close camera này, fun camera,
À, ta có thể chỉnh nó về 1K được rồi. Right cam này. Zoom ra. Anh vẫn có cảm giác như cái phần thân con này nó hơi nhỏ. Đây là anh sẽ modify cho là to hơn một chút. Và ấn D để chỉnh tâm. Muốn cho nó to ra này, vẫn chỉnh cho nó về phần đầu này, sẵn về phần đầu để khi mình scale ra thì cái phần này nó không thay đổi, thì mình sẽ lấy cái phần này sẽ làm gốc, phần cổ là gốc. Rồi chỉnh xong ấn R. Rồi phần vai mình sẽ cho nó ra ngoài một chút, ấn Offset X lên. Nhìn cho sân nhân vật trông có sức nặng hơn. Rồi giờ ta bắt đầu chỉnh lại cam. Phone camera. Để thấy ở đây nó bị lỗi một cái gì đó này. Nó phải sửa lại này. Có lẽ do lúc nãy em move cái giáp này. Đấy. Mình sẽ phải cắn Ctrl Z lại. Bật Offset X lên này, kết đúp ấn W, đúng rồi, khi mà ta đổi sướng ấy, kết đúp vào thì bên này nó có, nó không đi theo này, ta sẽ phải chọn hết tất cả cả bên này nữa. Rồi chúng ta kiểm tra xem ok chưa. Rồi được rồi, người ta đẩy ra. Nên ta nên đẩy vừa phải thôi, tại vì hiện tại ở đây nó có cái phần AO của nó đấy, nó đổ vào, nên ra mình không thể để cho nó đi quá được. Đấy, đây nó có cái phần AO này, phần dust, nó không thể bỏ đi xa quá được. Rồi, anh nghĩ thế này là vừa rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chỉnh lại cái cam và render. Rồi phải chỉnh lại cái cam bên phải. Cam đằng trước này. Thằng chân D ra. Là cái cam bên trái này. Sang bên này tao đổi tên nó vào channel box. Lab cam. Nó sẽ báo lỗi do bị trùng tên ở phía dưới đấy thôi. Khi đổi tên xong rồi nó sẽ mất hết lỗi rồi. Rồi ở bên này tao vừa tập chỉnh lab cam. Điều chỉnh. Nó hơi bị chết quá.
Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu render thử. À, ở mấy buổi trước thì anh có bảo ở đây nó có cái phần này bị lỗi này, cái lông mày này nó phải đi lên trên này. Đây chúng ta sẽ phải sửa cái này. Rồi các bạn ấn vào Fade này, giữ Ctrl Shift chọn hết tất cả, xong rồi ấn vào Deform. À, các bạn bỏ cái đối xứng đi, Off Deform chọn Latex. Hiện tại bây giờ anh chỉ muốn chọn phía bên này thôi, mình sẽ chỉ chọn phía bên này thôi. Thật ra bây giờ mình sẽ phải tạo lại cái Latex khác. Để bỏ đi các bạn ấn Alt Shift D. Mình sẽ isolate được ra, chọn cho nó dễ vậy. Ấn W để di chuyển xem đã chọn đúng chưa. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái deform. Đó, thế là mình chỉ chọn một bên thôi. Tiếp theo mình giữ chuột phải chọn latit point. Rồi mình sẽ đẩy lên trên. Chúng ta sẽ phải đẩy khéo để cho nó cái phần chân nó ăn vừa đủ vào cái phần thịt thôi. Không được để nó cắm sâu quá, cũng không được để xa quá. Đấy, để nhìn trông cho nó tự nhiên. Khi làm xong là ấn Object này, ấn vào cái lông mi, Alt Shift D để bỏ. Phần này tương tự cũng thế, Fade này, chọn hết cả. Ấn W để kiểm tra xem chọn hết chưa. Rồi chọn vào Deform, chọn Latit, giữ chuột phải, chọn Latit Point, đẩy lên. Và đẩy về đằng trước một chút để nó không ăn vào phần phần thịt quá nhiều. Ta nhìn đây ta xem là nó có bị lộ nhiều không. Để đẩy nó vào. Nó hơi lên lên một chút cũng được, không sao đâu nhé. Rồi. Ấn Shift D. Theo sau. Rồi, bây giờ từ hiện tại bây giờ anh muốn cho cái mắt nhân vật này nó hướng lên trên một chút. Giờ mình sẽ chọn Outer Eye và Inner Eye. Ấn vào E để xoay. Ở phía cam bên này mình chọn cái Perspective này. Chọn Close Cam. Hôm qua rồi, vừa vừa rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ render cái front camera. Rồi, render. Bình thường cái nút render này anh sẽ đổi thành Shift Q. Để phía bên Shift Q. Rồi khi mà đẩy mắt lên nhìn những nhân vật nhìn nó có thần hơn, đằng trước nhìn nó hơi lờ đờ. Tôi nghĩ là cái màu vàng này nên để nó hơi bạc bạc đi một chút, nhìn giờ nó hơi chóe. Rồi stop. Giờ anh muốn đổi cái màu vàng này luôn. Các bạn có stop từng tên này. À, trước đấy các bạn xếp lại phát cho nó chắc nhá. Ấn vào Formula này, xếp này, nó sẽ mất cái dấu sao ở đây, nó xếp được rồi. Đây, ở cái phần texture này, các bạn vào Black Ghost Metal, mở cái Ghost Armor ra, tìm layer dưới cùng, các bạn ấn vào. Giờ cái phần color ở đây này, base color, các bạn ấn vào,
kéo cho anh cái này sang trái một chút. Đó, một chút thế này thôi. Rồi sau khi làm xong các bạn ấn Ctrl Shift E. Nó chính là cái export này này. Export texture. Các bạn xếp đè vào thôi, không cần phải làm gì thêm. Rồi, thì texture nó sẽ tự động up hết ở đây. Rồi sẽ render thử nhé. À, chúng ta sẽ phải set lại những cái thông số kia khi mà nó update lại thì những thông số như RAW và SRGB thì mình sẽ phải update lại. Mặc định của nó sẽ là SRGB, thành ra mình chỉ cần quan tâm đến những cái map nào mình chuyển đến RAW thôi. Thì trong đấy nó sẽ có những cái map như là normal, có khoảng 3 map IR, Rossinet. Rồi bây giờ tận stop để chỉnh lại những cái map đấy. Đi từ đầu nhé. Diffuse color là SRGB này. Rồi. Reflection Grossinet SRGB. Grossinet RAW. IR và RAW. Và normal map cũng là RAW. Vậy là ba cái map dưới này. Ba cái map dưới là RAW hết. Rồi bây giờ mình sẽ render lại nhé. Và màu này thì là ok rồi. Nó đã đỡ chóe hơn so với ở lần trước. Rồi, ok, anh khá ưng cái màu này. Có lẽ mình sẽ sử dụng cái màu này. Có lẽ lần sau mình sẽ phải tìm một cái chất liệu khác. Nó là chất liệu kiểu ngọc bích. Rồi bây giờ mình sẽ render thử cái góc bên trái xem.
Sau này nếu mà mình sử dụng cái map, nếu mà sau này mình được học thêm cái map displacement ấy, thì những cái chỗ g này nó sẽ lồi hẳn lên như thế này này, chứ nó không phải là kiểu phách phách thẳng lì như này nữa. Rồi, vậy ta như thế này là xong phần phần áo giáp. Ở bên sau thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển qua làm cái phần tóc cho nhân vật. Chúng ta sẽ học cách làm tóc trên phần mềm Xgen. Rồi, xin chào các bạn.